Những người đàn ông này muốn vượt ngục, mở cửa sổ ra và duỗi cây chổi ra ngoài. Tù nhân ở phía bên cạnh cầm sợi dây có một cục đá, dùng sức quay vài vòng, vèo một phát, bay qua bên kia, vừa hay móc vào cây chổi, sử dụng cùng một phương pháp để truyền qua cho tù nhân tiếp theo. Cứ như vậy, một dây chuyền vận chuyển đơn giản cứ như vậy mà tạo ra. Mặc dù là người trung gian nhưng những người đàn ông này không lấy thêm phí gì cả, chỉ bảo tù nhân bên cạnh phá hỏng bồn cầu để thợ sửa chữa đến sửa. Sau đó những người đàn ông cạnh ốp chân tường xuống, lấy một chiếc gương nhỏ ra, gõ mạnh một phát, rắc rắc vỡ vụn, từ trong đó chọn một mảnh hình dạng đẹp một chút, gói phần còn lại bằng giấy, cuộn cuộn lại rồi vứt vào bồn cầu. Tại thời điểm này, canh ngục lại đến, đang lén lút dùng chìa khóa mở cửa. Canh ngục đột nhiên ập vào, đầu bự phản ứng vô cùng nhanh chóng, trực tiếp ném mảnh kính vào miệng. Canh ngục kiểm tra đột xuất, kiểm tra từng người, kiểm tra xong thì ra ngoài đợi. Lúc này, đầu bự vội vàng xả bồn cầu. Canh ngục mở cửa và hỏi, là ai làm? Đầu bự nói, tôi thử đứng bên ngoài xả xem có được hay không. Canh ngục cảnh cáo anh ấy, sau này đừng có mà bày trò bịp bợm nữa. Tiếp tục kiểm tra, lục tung mọi thứ, ăn, uống, mặc, đồ dùng, quăng loạn khắp nơi. Lắc khung giường 2 phát, dùng cây gậy quẹt 2 phát trên khung cửa sổ, xác định không có vấn đề mới cho bọn họ vào. Đầu bự lấy sợi chỉ và bàn chải đánh răng, quấn quấn cuộn cuộn, một cái máy giám sát tự chế ra đời. Chọc mở mắt mèo, duỗi cái máy giám sát ra ngoài, uầy, dùng tốt phết. Mỗi một động tĩnh của canh ngục đều xem vô cùng rõ ràng. Tiếp đó tháo chân giường ra, đẩy chồng giấy ra, cạy sàn nhà, cầm lấy cái chân giường và liên tục đào mạnh vào mặt đất. Lúc này tên tù nhân ngồi canh chừng thấy canh ngục đến, vội vàng kêu đầu bự dừng lại. Đầu bự không những không dừng lại, ngược lại còn đào hăng say hơn, vì anh ta biết lúc này phòng tù nhân bên cạnh đang sửa bồn cầu. Quả nhiên canh ngục chỉ đi ngang qua cửa, không phát hiện có gì bất thường. Mấy người thay phiên nhau đào, rồi lại lấy cái túi nhặt đống đất cặn bị đào lên bỏ vào. Rất nhanh, trên mặt đất bị khoét một cái lỗ lớn, đốt vỏ giấy rồi ném vào bên trong xem thử, phát hiện bên dưới có một tầng hầm. Vội vàng đổ hết đất cặn vào trong lỗ, quét sạch bụi bặm, lắp lại sàn nhà, đẩy chồng giấy về lại chỗ cũ, gắn lại chân giường. Đến buổi tối, họ làm 2 hình nộm từ vỏ giấy và đặt vào trong chăn, lấy dây thừng buộc vào khuỷu tay. Chỉ cần kéo dây, hình nộm sẽ động đậy. Hai người họ đứng dán lên bức tường trước, đợi đến lúc canh ngục kiểm tra phòng, tù nhân lén giật dây điều khiển hình nộm, thành công lừa được canh ngục. Dùng cái nĩa tháo ốc vít ở góc bàn ra, rút một chiếc lưỡi cưa ra, cầm theo cái cưa nhảy xuống lỗ. Tù nhân ở bên trên thì quăng một đầu của sợi dây có một cục đá xuống lỗ, rồi lại lắp lại sàn nhà, đầu sợi dây còn lại buộc vào mắt cá chân của tù nhân. Để dễ bề liên lạc, họ chạy đến bên hàng rào, lấy lưỡi cưa nhỏ ra và liên tục cưa. Cưa một lúc thì dừng lại, không nghe thấy tiếng động gì thì cưa tiếp. Không lâu sau thì cưa đứt hàng rào, leo ra ngoài rồi lại khôi phục hàng rào như cũ. Chính vào lúc này, vừa hay thoát kịp lúc canh ngục đi tuần tra, hai người một trên một dưới đứng chồng lên, bám vào trụ tường, như thể là chơi trốn tìm với canh ngục. Hai người canh ngục này thế mà lại không phát hiện, đi một vòng rồi rời đi. Đầu bự làm ra một chiếc chìa khóa đa năng, thành công mở được cửa, đi qua vài cái hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy cửa cống thoát nước. Chìa khóa đa năng mở không được cánh cửa này, đầu bự nâng cánh cửa lên, sau đó chèn chiếc chìa khóa vào, lấy lưỡi cưa ra cưa. Chỉ một lúc sau, cả hai bên đều bị cưa đứt, nhét que diêm vào, rồi gõ nhẹ nhẹ xuống, chui vào cống thoát nước, nâng cánh cửa lên, ngắm đúng cái chốt rồi thả xuống, cánh cửa lại bị đóng lại như lúc đầu. Đến được cống thoát nước, bức tường ở hai bên quá dày, chỉ có thể đục ở giữa. Xác định được vị trí, lại trở về phòng giam. Lúc này canh ngục lại bắt đầu đi kiểm tra phòng, nhìn có vẻ sắp tới phòng của họ rồi. Cuối cùng cả hai cũng trở về kịp lúc, quăng hình nộm vào trong lỗ, khôi phục lại như ban đầu, vội vã chui vào chăn, xem như thoát được lần này. Để nắm bắt thời gian một cách chính xác, nhân lúc đang khám bệnh, lén lút trộm 2 chai thủy tinh, rồi lại bốc 2 nắm cát bỏ vào túi áo. Cứ như vậy, một chiếc đồng hồ cát đo thời gian đã hoàn thành. Xác định được thời gian, đồng hồ cát chảy hết trong nửa giờ. Đến buổi tối, mang theo công cụ và đi xuống ống cống, tùy tiện vẽ một vòng trên bức tường. Cứ như vậy xác định xong vị trí, cầm thanh sắt lên bắt đầu đào, dùng đồng hồ cát để ghi lại thời gian. Đến giờ thì trở về, thay ca với những tù nhân ở bên trên. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Chỉ vài ngày sau, đã đào xong cái lỗ rồi, đi dọc theo cống thoát nước, tìm thấy một cái cầu thang và leo lên, mở nắp cống ra, nhìn thấy một chiếc xe taxi đã lâu không nhìn thấy, chỉ vừa mới hít thở không khí bên ngoài. Cả hai đã vô cùng phấn khích, vội vã trở về thông báo, quyết định tối nay sẽ hành động. Nhưng đúng lúc này, một tên tù nhân đã bị trưởng ngục gọi đi. Trưởng ngục nói với anh ta vợ của anh ta đã rút đơn kiện, có thể sẽ không bị kết án. Tù nhân nghe vậy thì có vẻ rất thất vọng. Trưởng ngục dường như nhìn ra điều gì đó, bảo anh ta hãy nói ra, quay trở về phòng giam. Họ bắt đầu nghi ngờ anh ta, nhưng anh ta đã khiến mọi người cảm động bằng sự chân thành của mình. Vào ban đêm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giày da được chà sáng bóng, tóc cũng chải chuốt gọn gàng, mặc áo khoác và thắt cà vạt rất đẹp trai. Lúc canh ngục kiểm tra phòng thì chui vào chăn giả vờ ngủ. Sau khi canh ngục rời đi, vội vàng đẩy chồng giấy ra, chuẩn bị hành động. Tù nhân chịu trách nhiệm canh chừng, lật cái máy giám sát một phát, trời má, dọa chết khiếp tôi rồi. Xem kỹ một lần nữa, tất cả
cả canh ngục đều ngay hàng thẳng lối đứng ở cửa. Tù nhân hung tợn mà nhìn về phía người bị trưởng ngục gọi đi. Lúc anh ta đang cố gắng phủ nhận, vô tình thất thanh hét lên, canh ngục xông vào, bắt hết tất cả mọi người, mà tù nhân được trưởng ngục đối xử đặc biệt kia được sắp xếp ở một phòng đơn. Trước khi rời đi, đầu bự nói với anh ta rằng, cậu thật là đáng thương đấy, bộ phim đến đây là hết rồi. Đối với cái kết như này, tin rằng rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Từ đầu đến cuối canh ngục đều không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Vì sao đúng vào ngày chuẩn bị trốn chạy này, trưởng ngục gọi một tù nhân đi? Hơn nữa còn phát hiện kế hoạch chạy trốn của bọn họ. Có phải các bạn đều thắc mắc liệu người này có phản bội mọi người hay không? Thực ra là anh ta bị oan. Gián điệp thật sự là đầu bự. Tất cả những kế hoạch này đều do anh ta nghĩ ra. Cũng là do anh ta dẫn đầu hành động. Công cụ cần để vượt ngục quá dễ dàng để có thể lấy được. Chiếc gương đặt sau ốp chân tường, lưỡi cưa được giấu trong góc bàn, thợ sửa chữa của phòng bên cạnh, một loạt những thứ này. Nghĩ xem, tiếng đào đất lớn như vậy, canh ngục đi ngang mà không phát hiện ra. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là một vở kịch mà thôi. Những việc đã trải qua và sự tra tấn trong thời gian này, cuối cùng đã trở thành gã hề trong mắt canh ngục, trở thành viên đá đệm chân mà trưởng ngục cần. Lúc hai gã canh ngục đi tuần tra, sau khi nhìn thấy mạng nhện trên tường, một gã canh ngục bắt một con bọ, ném nó vào trên mạng nhện, quan sát cẩn thận. Trong mắt lộ ra vẻ ham mê biến thái, tù nhân và trưởng ngục cũng giống như con bọ và canh ngục. Cuối cùng tặng mọi người một bài thơ. Một nhóm đàn ông muốn vượt ngục, chuẩn bị công cụ thật đầy đủ, không ngờ cuối cùng bị tính kế. Vượt ngục không thành cũng chẳng sao. Tạm biệt.